Xin kính chào tất cả anh chị em đang đến với video miền Nam ngày 25 tháng 12 năm 2021 của mình ngày hôm nay. Thì anh chị em nào mà muốn có số đẹp, những con số thật xuất sắc và đẳng cấp cho ngày mai thì nhanh chóng liên hệ với số Zalo ha. Tiếp tục thì mình dự đoán cái lọc miền Nam ngày mai cho anh chị em cùng tham khảo trên các đài thành phố Long An, Bình Phước và Hậu Giang. Long An thì thành phố thì mình dự đoán cái cặp là 89 và 98. Còn Long An thì mình dự đoán cái cặp 68 và 86. Còn Bình Phước thì mình dự đoán cái cặp 17 và 71. Hậu Giang thì mình dự đoán cái cặp là 28 và 82. Anh chị em hãy tham khảo nha. Còn anh chị em nào muốn có số đẹp cho ngày mai thì nhanh chóng liên hệ với số Zalo. Chúc tất cả anh chị em gặp thật nhiều may mắn và tài lộc trong ngày mai.